Chào mừng các em quay trở lại với giờ học trực tuyến bộ môn ngữ văn 8. Thầy lưu ý các em là các em không ghi bài trong quá trình nghe giảng. Tại vì ở cuối đoạn video clip này thầy để lại vài khúc để những bản hoàn chỉnh để các bạn có thể dừng lại và ghi vào tập. Lúc đó hãy ghi ha các em ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 7, bố cục của văn bản. Một La Mã, mình cùng nhau tìm hiểu bố cục của văn bản qua văn bản ví dụ người thầy đạo cao đức trọng. Các em cùng mở sách giáo khoa để cùng nhau đọc văn bản. Người thầy đạo cao đức trọng, ông Chu Văn An đời Trần nổi tiếng là một thầy giáo giỏi, tính tình cứng cỏi, không màng danh lợi. Học trò theo ông rất đông, nhiều người đỗ cao và sau này giữ những trọng trách trong triều đình như các ông Phạm Sư Mạnh, Lê Bát Quát. Vì thế, vua Trần Minh Tông vời ông ra dạy Thái tử học. Đến đời Dụ Tông, vua thích vui chơi, không coi sóc tới việc triều đình, lại tin dùng bọn nghịnh thần. Ông nhiều lần can ngăn, nhưng vua không nghe. Cuối cùng, ông trả lại mũ áo cho triều đình, từ quan về làng. Học trò của ông, từ người làm quan to tới những người bình thường, khi có dịp thăm thầy cũ, ai cũng giữ lễ. Nếu họ có điều gì không phải, ông trách mắng ngay, có khi không cho vào thăm. Khi ông mất, mọi người đều thương tiếc. Ông được thờ tại Văn Miếu ở Kinh Đô Thăng Long, theo Phạm Huy Chú. Bây giờ chúng ta một lần nữa nhìn lại văn bản. Các em xác định cho thầy bố cục của văn bản. Mở bài từ đâu đến đâu, thân bài từ đâu đến đâu và kết bài từ đâu đến đâu. Ta có đoạn đầu tiên được gọi là phần mở bài. Đoạn thứ hai, hai đoạn tiếp theo ứng với phần thân bài và đoạn cuối cùng là phần kết bài. Nhiệm vụ của phần mở bài trong văn bản này là gì các em? Chúng ta nhớ nói đến mở bài là chúng ta nhớ ngay đến hai chữ giới thiệu. Ở đây mở bài giới thiệu một cách sơ lược về thầy Chu Văn An. Như vậy nhiệm vụ chủ yếu của phần mở bài là gì? Của một bài văn là gì? Đó là nó nêu lên cái chủ đề trọng tâm mà văn bản đang đề cập tới. Chủ đề là gì chúng ta đã được học trong bài học trước. Ở phần thân bài, thân thân bài ở trong văn bản này gồm hai đoạn văn. Các bạn thấy không? Học trò theo ông rất đông. Nhiều người đỗ cao và sau này giữ những trọng trách trong triều đình như các ông Phạm Sư Mạnh, Lê Bá Quá. Vì thế Trần Minh Tông mời ông ra dạy Thái tử học. Ông nhiều lần can ngăn nhưng vua không nghe, cuối cùng ông trả lại mũ áo cho triều đình từ quan về quê. Ở đây có phải nói về tài năng và cái tính tình cứng cỏi của thầy Chu Văn An hay không các em? Như vậy đoạn 1 ở trong phần thân bài này nói về tài năng và tính cách của thầy Chu Văn An khi còn làm quan. Còn đoạn 2 học trò của ông từ người làm quan tới người bình thường khi có dịp thăm thầy cũ, ai cũng giữ lễ. Nếu có điều gì không phải ông trách mắng ngay, có khi ông không cho vào thăm. Như vậy đoạn thứ hai trong thân bài này chủ yếu nói về tính tình của thầy Chu Văn An lúc cáo quan về quê, sau khi cáo quan về quê. Như vậy nhiệm vụ chủ yếu của phần thân bài là nó giới thiệu sự nghiệp và tính cách cương trực của thầy Chu Văn An. Như vậy phần thân bài ở đây có liên quan gì tới chủ đề? Có liên quan gì đến phần mở bài? Phần mở bài nói thầy Chu Văn An giỏi, tính tình cứng cỏi thì ở phần thân bài ở đây làm rõ thầy Chu Văn An giỏi giỏi cỡ nào, giỏi như thế nào, tính tình cứng cỏi ra làm sao? Như vậy, ở đây phần thân bài chủ yếu là trình bày những khía cạnh có liên quan đến chủ đề nhằm làm sáng tỏ cho chủ đề đã được nêu ở phần mở bài. Như vậy rõ ràng mở bài và thân bài có mối liên hệ chặt chẽ với nhau về mặt nội dung. Tiếp theo, ta tìm hiểu phần kết bài. Khi ông mất, mọi người đều thương tiếc. Ông được thờ tại Văn Miếu ở Kinh Đô Thăng Long. Như vậy phần kết bài nó gắn liền với hai chữ gì các bạn? Hai chữ tổng kết, hai chữ tổng kết, hai chữ kết luận, phải không các bạn? Như vậy kết bài trong văn bản này nó nêu lên tình cảm của nhân dân, nó kết luận lại tình cảm của nhân dân dành cho thầy Chu Văn An. Như vậy nhiệm vụ của thằng kết bài, phần kết bài trong văn bản thường là tổng kết lại chủ đề.
À, mở bài, nêu chủ đề, thân bài, trình bày các khía cạnh làm sáng tỏ chủ đề, kết bài, tổng hợp lại, tổng kết lại chủ đề ban đầu. Như vậy rõ ràng ở đây ba phần của bố cục sẽ có sự gắn kết chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng làm sáng tỏ chủ đề ban đầu. Đấy được gọi là bố cục của văn bản. Chúng ta cùng đi qua phần 2 La Mã, đó là cách bố trí sắp xếp nội dung của phần thân bài của văn bản. Trước khi đi qua phần này thì chúng ta thử nghĩ xem trong 3 phần mở bài, thân bài, kết bài thì phần nào quan trọng nhất. Chúng ta đã được học ở lớp 7 rồi. Trong 3 phần này thì phần nào cũng quan trọng như nhau, bởi vì mỗi phần giữ một vị trí, một vai trò, một nhiệm vụ khác nhau cùng chung một chủ đề. Chúng ta không thể nào lược bớt bất kỳ phần nào. Nếu không, văn bản sẽ không đủ, văn bản sẽ không được hoàn chỉnh. Tuy nhiên, trong 3 phần thì phần thân bài là phần có nội dung nhiều nhất, là phần chiếm cái dung lượng cao nhất, ha, nhiều ý nhất trong bài. Do đó nên chúng ta cần phải tập trung phân tích nó cho kỹ. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba ví dụ những văn bản chúng ta đã học ở những bài trước. Tôi đi học trong lòng mẹ và văn bản vừa chúng ta vừa tìm hiểu người thầy đạo cao đức trọng. Văn bản đầu tiên tôi đi học, các bạn nhớ lại giúp thầy những sự kiện mà tác giả Thanh Tịnh đã kể lại trong ngày đầu tiên đi học được sắp xếp theo trình tự nào các em? Trước khi đến trường, trên đường đi, trước sân trường, trong sân trường và vào lớp học. Như vậy ở đây tác giả đã sắp xếp theo trình tự nào? Đó là thời gian kết hợp với lại không gian. Còn văn bản trong lòng mẹ các bạn, chủ yếu tác giả sắp xếp những sự kiện trong văn bản theo trình tự nào? Ở đây không theo thời gian, cũng không theo không gian, mà theo cái diễn biến tâm lý của nhân vật chú bé học. Còn trong văn bản vừa rồi chúng ta tìm hiểu văn bản người thầy đạo cao đức trọng thì cách sắp xếp các phần trong thân bài nó theo dạng mạch suy luận, đưa ra những cái luận điểm để làm sáng tỏ cái chủ đề, cái vấn đề được nêu ra ban đầu theo mạch suy luận, kiểu giống như nghị luận vậy đó các em. Tùy ở đây tùy nha các em, ở đây tùy vào kiểu văn bản, tùy vào chủ đề và ý đồ của người viết mà chúng ta lựa chọn cách bố trí các ý trong phần thân bài nó sao cho phù hợp, chứ không thể nào nói được mà chúng ta chỉ có một cách các bạn à. Ví dụ như ở lớp 6 chúng ta học về tự sự đi. Tự sự thì chúng ta có nhiều cái cách sắp xếp các ý để kể lắm. Có thể kể theo thời gian được không? Được. Thời gian có thể kể xuôi hoặc kể ngược đều được cả. Hoặc chúng ta kể thời gian kết hợp không gian được không? Được. Hoặc chúng ta kết hợp thời gian kết hợp với diễn biến tâm lý được không? Được. Hoặc chúng ta kết hợp không gian với thời gian được không? Được luôn. À, ví dụ như miêu tả ở lớp 6 đi. Chúng ta có thể tả theo trình tự không gian, từ xa đến gần, từ gần đến xa, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Hoặc chúng ta cũng có thể tả theo thời gian, sáng như thế nào, trưa như thế nào, chiều như thế nào, tối như thế nào. Như vậy rõ ràng là tùy vào kiểu văn bản thôi, tùy vào chủ đề, tùy vào ý đồ của người viết mà mình lựa chọn cách bố trí các ý trong phần thân bài sao cho phù hợp, chứ không có quy định cụ thể hết các em ha. Rồi, chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần luyện tập. Sách giáo khoa trang 26, 27. Chúng ta tìm hiểu bài tập số 1. Bài tập số 1 phân tích cách trình bày ý trong các đoạn trích sau đây. Sách giáo khoa có nêu chúng ta 3 đoạn trích A, B, C. Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu. Ở đoạn A chúng ta thấy những các ý trong đoạn trích này được trình bày theo trình tự từ xa đến gần, từ gần ra xa. Chúng ta có thể nhìn thấy những từ ngữ thể hiện rõ điều đó. Xa xa từ vệt rừng đen. Nói gì nữa? Càng đến gần,
nha, càng đến gần nha. Rồi gì nữa? Từ gần đó, xa xa thấp thoáng có người quẩy giỏ cầm sào trúc để bắt chim, có bộ dễ hơn bắt gà trong chuồng. Các bạn thấy không? Theo trình tự, không gian là chủ yếu. Chúng ta đi qua đoạn B. Vẻ đẹp của Ba Vì biến ảo lạ lùng từng mùa trong năm cho đến ru ngủ muôn đời thần thoại. Các bạn sẽ đọc và tìm hiểu trong sách giáo khoa ha. Rồi, chúng ta để ý nè. Như vậy ở đây, vẻ đẹp của Ba Vì, đoạn văn miêu tả vẻ đẹp của Ba Vì được miêu tả theo trình tự nào? À, về chiều sương mù tỏa biết. Rồi gì nữa? Khi vầng sáng nan hoạt khép lại dần, vầng trăng mịn như nốt nhạc bay lên bầu trời, ru ngủ muôn đời thần thoại. À, như vậy ở đây nó trình bày về chiều và lúc cho đến lúc hoàng hôn, thì đây là trình tự thời gian. Đoạn C, trình bày theo thứ tự tầm quan trọng của các luận điểm. Luận điểm nào quan trọng đưa lên trước, nhưng quan trọng hơn là cả hai luận điểm đều phục vụ cho chủ đề của văn bản. Lịch sử có những trang đau thương mà hiếm có những trang vui vẻ. Những bậc anh hùng hay gặp bước nguy nan, kẻ trung nghĩa thường lâm cảnh khốn đốn. Những khi ấy, trí tưởng tượng dân chúng tìm cách chữa lại sự thật để khỏi phải công nhận những tình thế đáng u uất. Ở đây, tác giả đã đưa ra hai luận điểm. Một luận điểm là khởi nghĩa Hai Bà Trưng. À, đối với các nữ tướng của Hai Bà Trưng cũng vậy, ta chỉ thấy các vị anh hùng đó hóa lên trời. Đây là những nhân vật lịch sử có thật trong lịch sử Việt Nam. Các bạn thấy không? Đó. Và sự thật là Hai Bà Trưng cùng với đạo binh của bà đã tử trận. Nhưng về phần nhân dân yêu quý và trí tưởng tượng của mình, nhân dân đã tạo ra một cái kết hoàn toàn mới cho câu chuyện này. Hai bà điều hóa đi chứ không phải tử trận. Đối với các nữ tướng của hai bà cũng vậy, ta chỉ thấy các vị anh hùng đó hóa lên trời. Rồi luận điểm thứ hai là Phù Đổng Thiêm Vương, tức là Thánh Gióng đó các em. À, Thánh Gióng đó. Ừ. Thấy không? Người Thánh Gióng nhảy xuống hồ tắm xong mới ôm vết thương lên ngựa đi tìm một rừng cây âm u nào, ngồi dựa một gốc cây to giấu kín nỗi đau đớn của mình mà chết. Nhưng mà trong truyền thuyết Thánh Gióng của chúng ta thì Thánh Gióng đã bỏ giáp sắt lại, cưỡi ngựa sắt bay về trời. Các bạn thấy không? Thì luận điểm trên thì 100% là nhân vật lịch sử, nhưng sự kiện dưới thì chỉ có 50 là lịch sử, 50 là do hư cấu mà nên. Như vậy luận trợ điểm Hai Bà Trưng quan trọng hơn nên để nên đọc. Được chưa các em? Chúng ta tìm hiểu như vậy ở đây, những ý trong văn bản này được trình bày theo một trình tự lập luận thuyết phục. Chúng ta sang bài tập số 3, trang 27. Các bạn hãy nhìn vào trong sách giáo khoa. Đề bài yêu cầu chúng ta để chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ điêu ngày đàn hồng một sàng khôn. Có bạn dự định sắp xếp các phần thân bài các ý như sau. Phần A là chứng minh tính đúng đắn. Phần B là giải thích câu tục ngữ. Để các bạn có vững kiến thức hơn và có cái kiến thức để chúng ta giải bài tập số 3, thì thầy nhắc lại kiến thức ở lớp 7 chút xíu về chứng minh tính đúng đắn nè. Văn chứng minh đó các bạn, thì phần thân bài gồm có 4 ý: giải thích nghĩa, nêu lý lẽ, nêu dẫn chứng và phê phán. Thì bây giờ chúng ta nhìn lại trong bài tập số 3 coi sự sắp xếp này có hợp lý hay chưa. À, như vậy rõ ràng sắp xếp sai rồi. Giải thích phải đưa lên trên, chứng minh phải đưa xuống dưới mới hợp lý. Đúng không các bạn? Như vậy câu B chúng ta phải đưa lên trên nè, câu A phải để xuống dưới. Rồi trong câu A, chứng minh tính đúng đắn của tục ngữ đưa ra 3 ý. 3 ý này sắp xếp cũng chưa hợp lý luôn. Chúng ta đưa những người thường xuyên chịu khó hòa mình vào đời sống á, chúng ta đưa làm ý đầu tiên. Còn các vị lãnh tụ bôn ba với lại trong thời kỳ đổi mới, hai ý này sẽ là dẫn chứng phục vụ cho cái ý những người thường xuyên chịu khó hòa mình vào đời sống. Nó sẽ hợp lý. Chúng ta có thể ghi nhận vào trong sách giáo khoa của mình như thế bằng bút chì. Rồi bây giờ là phần ghi bài. Các em lấy tập ra và ghi từ bây giờ kể từ khúc này. Các em có thể tạm dừng để chúng ta ghi lại cái chỗ cần ghi hết các em ha.
Rồi, về nhà các bạn làm tiếp bài tập 2 vào vở bài tập nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.